toàn đội thì thống nhất tên là Chích Chòe anh ạ. À, Chích Chòe. Và khẩu hiệu anh em Chích Chòe là gì ạ? Chích Chòe mãi đỉnh. À, tuyệt vời. Đội dù của em chọn team là cánh cụt. À, cánh cụt rồi. Và khẩu hiệu của anh em cánh cụt là gì? Cánh cụt mãi nhất. À, cánh cụt về đêm mãi đỉnh, về đêm mãi nhất. Âu. Hải Âu. Và khẩu hiệu anh em Hải Âu là gì? Làm tốt chơi vui. À, làm tốt chơi vui, tuyệt vời. Đúng rồi, Đại Bàng. Chúng ta có nghe khẩu hiệu của anh em Đại Bàng này. Rồi, khẩu hiệu của anh em Đại Bàng là gì? Đúng rồi. Xuất khẩu Hải Phòng là một tập thể đoàn kết, đoàn kết, đoàn kết, đoàn kết.